Xem tử vi năm 2024 cho năm mạng Canh Tý, sinh năm 1960. Tử vi năm 2024 của năm mạng sinh năm 1960 xét thấy rằng năm mạng tuổi này gặp nhiều may mắn trên tất cả các phương diện, có tin vui về chuyện nhà ở, nơi ăn, chỗ ở. Việc mưu cầu liên quan tới tiền bạc cũng gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, năm mạng tuổi Canh Tý xuất hành đi xa trong năm nay gặp nhiều các lợi cũng như công việc được hành thông. Canh Tý lương thượng chi thử tức chuột trên xa. Tuổi vào năm 2024 là 65 tuổi, sinh từ ngày 28 tháng 1 năm 1960 đến ngày 14 tháng 2 năm 1961. Ngũ hành bản mệnh bích thượng thổ. Tướng xương, tướng tinh, xương con chuột, tướng tinh con dê. Tổng quan tử vi năm 2024 của nam mạng Canh Tý. Luận về ngũ hành. Ngũ hành thổ gặp năm ngũ hành hỏa tương ứng với mối quan hệ tương sinh rất tốt. Có tin vui về trong cuộc sống. Nếu tiến hành xuất tiền trong năm để kinh doanh của nam mạng Canh Tý thì tiến hành được thuận lợi. Xuất hành đi xa được quý nhân giúp đỡ nên tiến hành công việc gì cũng được thuận lợi, đạt được kết quả như ý nguyện. Luận về thiên can. Thiên can canh gặp thiên can giáp trở về tương phá. Năm 2024, nam mạng tuổi này cẩn thận về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đạo. Những chuyện có thể dẫn tới những mâu thuẫn hay bất hòa. Tiền bạc có thể tiêu pha nhiều trong năm, sức khỏe cần lưu ý không được tốt. Điều này dẫn tới tiêu tốn nhiều tiền của. Luận về địa chi. Địa chi Tý gặp địa chi Thìn, mối quan hệ tam hợp. Theo đó, năm 2024 có nhiều sự thay đổi về tinh thần cũng như tình cảm. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực nhờ có quý nhân nâng đỡ, hỗ trợ. Bản thân có nhiều khả năng phát triển, mở mang thêm mối quan hệ làm ăn kinh doanh. Bên cạnh đó, gia đạo có tin vui đưa tới về thêm người, thêm của. Luận về cung phi. Cung phi tổn gặp cung phi trận thuộc vào khỉ diên niên. Xét thấy công việc kinh doanh dự báo vào năm 2024 có sự củng cố, mở mang hoặc thay đổi, nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Gia đạo hòa thuận. Trong năm, xuất hành đi xa có thể mang tới niềm vui cũng như tài lộc cho quý ông. Kết luận. Năm 2024 đối với nam mạng sinh năm 1960, công việc làm ăn bắt đầu có xu hướng giảm dần, mọi việc thu hẹp lại. Ngoài ra, sức khỏe không được tốt hay bị đau ốm, tuy nhiên lại có quý nhân tương trợ giúp đỡ. Chú ý tình cảm gia đạo vợ chồng gặp những bất hòa và chú ý trong họ hàng có tan sự đưa tới. Xem tử vi năm 2024 cho nam mạng Canh Tý, lận về sao chiếu mệnh, sao thổ tủ tức thổ tinh. Thổ tủ tháng 8 tháng 4, gia đình tàn tác, hào hư bạc tiền, lệ trào tơi tả truyền miên, biệt ly nội ngoại, muộn phiền tiện đưa. Năm 2024 gặp sao thổ tủ chiếu mệnh, chú ý có nhiều miệng tiếng trở ngại trong công việc hoặc nhận xung khắc. Nam mạng tuổi này đề phòng có người phá hoại hay ném đá dấu tay. Chăn nuôi kinh doanh dễ dẫn tới thua lỗ, gia đạo tình cảm không được tốt. Cần chú ý vào tháng 4, tháng 8 âm lịch là hai tháng xấu nhất trong năm. Luận về sao hàng, hàng ngũ mộ tức tiểu hàng. Ngũ mộ hạn xấu tổn tai, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành. Khuyên ai khẩn nguyện hết lòng, đầu năm cũng bãi thoát phòng tai ương. Hạn ngũ mộ trong năm 2024, quý ông Canh Tý cần lưu ý gặp bất lợi liên quan tới tiền bạc. Tiền bạc có thể hao tản nhiều, thậm chí mất mát của cải. Đồ đạc mua sắm trong năm nên có quả đơn chứng từ đầy đủ rõ ràng. Không nên cho người lạ ngủ nhờ, kẻo vướng tai bay vạ gió và vướng phải những chuyện thị phi không tốt.
Luận về hạn tuổi trong năm 2024, Nam Mạng canh tuổi vào năm 2024 phạm phải hạn hoàng ốc và tam tai năm cuối. Vận niên năm 2024, vận niên trung bình, tức bình an trọn năm. Luận về tử trụ có thiên phá địa vương. Trong năm, gặp khó khăn trong việc kiếm tiền bạc cũng như kinh doanh làm ăn không được thuận lợi, phải tự thân vận động. Tuy nhiên, năm nay rất tốt cho Nam Mạng đối với việc sắm sửa, mua bán liên quan tới nhà cửa hoặc đất đai. Luận giải lá số tử vi của Nam Mạng canh Tý vào năm 2024 như sau. Tài cung tiểu vận có các sao: Dậy Thần, Phượng Cát, Tướng Quân, Tàn Môn, Đế Vượng. Bộ sau này có tin vui trong nhà đưa tới, thêm thành viên mới. Nhưng về việc công việc, cần phải có sự đấu tranh, vất vả nhiều. Thay đổi cũng như không được thành công như mong đợi. Sức khỏe cần lưu ý bệnh về máu huyết. Tài cung xung chiếu có các sao: Bạch Hổ, Thay. Bộ sau này ra ngoài gặp bất lợi liên quan tới sức khỏe, gặp những chuyện thị phi rắc rối, xuất hành đi xa, cần phải cẩn thận xe cộ. Tài cung tam hợp có các sao: Thiên Mã, Lộc Tôn, Bác Sĩ, Điểu Khách, Thiên Khốc, Tuần, Tràng Sinh, Quốc Ẩn, Tuệ Phá, Thiên Hư, Địa Phỏng, Mậu. Bộ sau này công việc kinh doanh ở thời gian này không mấy thuận thành, dễ có sự thay đổi, phải đi xa để phát triển. Bên cạnh đó cần chú ý có người xấu phá hoại trong công việc. Tiền bạc kém, không nên đầu tư quá nhiều tiền vào trong làm ăn vì dễ thất thoát, khó thu hồi được vốn liếng. Tài cung nhị hợp có các sao: Thiên Việc, Tổ Thư, Đường Phù, Thiểu Âm, Thiên Quan, Suy. Bộ sau này cho thấy nơi ăn chỗ ở có dấu hiệu tốt, được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, sức khỏe của người già trong gia đạo không được tốt. Kết luận: qua luận giải lá số tử vi của Nam Mạng canh Tý thấy rằng, trong năm phải đối mặt với nhiều điều không như ý muốn. Bản mệnh phải suy nghĩ nhiều về chuyện gia đạo. Và có người già trong nhà đau ốm, không chỉ vậy, cần phải chú ý có tang sự đưa tới. Xem vận hạn năm 2024 cho Nam Mạng canh Tý, luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính. Đối với Nam Mạng sinh năm 1960, bước vào năm Giáp Thìn, về vấn đề tiền bạc trở về bình thường. Tài lộc tuy có nhưng chỉ đủ để đáp ứng các chi phí cơ bản trong cuộc sống hàng ngày của gia đình. Năm nay không phải là thời điểm thích hợp để quý ông đầu tư tiền bạc vào các dự án kinh doanh mới. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe dự báo cần quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân, đặc biệt huyết áp và vấn đề liên quan tới xương khớp có thể là bệnh ảnh hưởng tới những sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của quý ông. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Công việc làm ăn của quý ông tuổi canh Tý được dự báo không mấy thuận lợi, có thể thấy rằng năm nay không có sự khởi sắc đặc biệt, đôi khi còn có xu hướng bị trì trệ. Do đó không nên cố gắng mở rộng hoặc mạo hiểm với các những dự án mới ở thời điểm này. Cần hãy tập trung và duy trì cải thiện công việc như hiện tại. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện này, trong gia đạo cần chuẩn bị tinh thần sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức. Trong năm có thể xuất hiện những sự kiện không mong muốn, chẳng hạn như tang sự hoặc những mâu thuẫn trong gia đình. Luận về phương diện xuất hành ngoại giao. Việc xuất hành ngoại giao trong năm lại tương đối hanh thông, được quý nhân giúp đỡ giải quyết những khó khăn. Tuy nhiên, cần chú ý ảnh hưởng tới sức khỏe của Nam Mạng tuổi này. Năm 2024, Nam Mạng canh Tý hợp tác làm ăn với tuổi nào được hanh thông và thuận lợi? Quý ông nên hợp tác làm ăn với tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 hay tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 hoặc tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 hay tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 để gia tăng sự phát triển hanh thông mạnh mẽ hơn.
Năm 2024, màu hợp tuổi đổi với năm mạng Canh Tý là màu vàng và màu đỏ, quý ông Kỷ màu đen và màu xanh. Hướng tốt xuất hành vào ngày mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết năm mạng tuổi Canh Tý nên xuất hành theo hướng Đông Nam từ lúc 15 giờ đến 19 giờ theo giờ địa phương để nghênh tiếp tài thần. Tổng kết. Bước sang năm 2024, tức năm Giáp Thìn, năm mạng tuổi Canh Tý cần phải chú ý tới phương diện sức khỏe, công việc làm ăn cũng như tiền bạc đều gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, mưu cầu về nơi ăn chỗ ở, đất đai đều tốt. Xuất hành đi xa gặp được may mắn, có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, sức khỏe của năm mạng tuổi này không được tốt, gặp nhiều bất lợi trong năm. Xin kính chúc năm mạng tuổi Canh Tý đón một năm 2024 nhiều điều may mắn và thành công.